ngày 17 tháng 9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa thực hiện lệnh quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, chủ quán karaoke An Phú với tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Trước đó, tối 16 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân. Theo điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú ở số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 9, xuất phát từ tầng 2 do chập điện. Nhiều người bị mắc kẹt bên trong nên đến 20 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, lực lượng chức năng mới tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, cơ sở kinh doanh karaoke của ông Xuân được cấp phép phòng cháy chữa cháy theo quy định, nhưng nhiều ô cửa sổ của quán này đã bị xây bịt kính.